Việt Nam với U23 Triều Tiên. Dù không còn quyền tự quyết, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chơi hết mình để giành chiến thắng đầu tiên tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ở lượt trận cuối cùng bảng D vòng chung kết U23 châu Á, U23 Việt Nam sẽ chạm trán đại diện của bóng đá Đông Á, đó là U23 Triều Tiên. Kết quả trận đấu này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Sau hai trận hòa không bàn thắng, U23 Việt Nam đang tồn tại rất nhiều vấn đề, trong đó hàng phòng ngự liên tục mắc sai lầm, tuyến tiền vệ không thể kiểm soát bóng, còn các tiền đạo thường tỏ ra vô duyên ở những tình huống dứt điểm cuối cùng. Huấn luyện viên Park Hang-seo rất đau đầu để tìm ra bộ khung đá chính ưng ý nhất ở trận gặp Triều Tiên sắp tới đây. Đội tuyển Đông Á được đánh giá cao ở nền tảng thể lực nhưng không mạnh về kỹ thuật. Điều này sẽ giúp hàng phòng ngự U23 Việt Nam dễ thở hơn so với hai đối thủ trước đó. Nói về đối thủ U23 Triều Tiên, họ không phải là đối thủ dễ chơi với phong cách chơi bóng của họ, chắc chắn sẽ không dễ để U23 Việt Nam ghi quá nhiều bàn. Hay nói cách khác, U23 Triều Tiên quyết tâm ngáng đường thầy trò ông Park Hang-seo. Sau hai lượt trận đầu tiên, U23 Triều Tiên đã gây thất vọng rất lớn khi để thua U23 Jordan 1-2 và U23 UAE 0-2. Thành tích tệ hại này khiến đoàn quân của ông GOE bị loại trước một vòng đấu. Không còn áp lực về thành tích, U23 Triều Tiên đang quyết tâm giành chiến thắng danh dự trước khi nói lời chia tay với vòng chung kết. Đích thân huấn luyện viên này đã tuyên bố rằng sẽ ngăn cản U23 Việt Nam vào đến vòng tứ kết. Huấn luyện viên GOE chia sẻ rằng cầu thủ của chúng tôi sẽ ít bị áp lực hơn ở trận đấu cuối cùng bởi không còn cơ hội để đi tiếp. Nhưng họ phải cố gắng hết sức mình, U23 Việt Nam là một đối thủ rất mạnh. Họ được tổ chức tốt và có nhiều cầu thủ giỏi, đặc biệt là cầu thủ Quang Hải. Tôi nghĩ những cầu thủ khác cũng có trình độ tương tự với anh ấy, tuy nhiên chúng tôi quyết tâm sẽ giành chiến thắng trước U23 Việt Nam. Ở tình thế không còn gì để mất, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo bắt buộc phải thắng U23 Triều Tiên để nuôi hy vọng giành lấy vé đi tiếp. Tuy nhiên, U23 Việt Nam đã không còn quyền tự quyết ở trong tay. Dù có thắng đậm Triều Tiên, chúng ta vẫn phải chờ đợi kết quả từ cặp đấu với Jordan và UAE diễn ra cùng giờ. Cụ thể, U23 Việt Nam sẽ giành vé đi tiếp nếu như thắng U23 Triều Tiên, còn trận đấu giữa U23 Jordan và U23 UAE phải kết thúc với một kết quả phân thắng thua, U23 Jordan thắng UAE hoặc U23 UAE thắng Jordan. Nếu như trận đấu giữa hai đội tuyển này kết thúc với tỷ số hòa 0-0, trong khi U23 Việt Nam thắng U23 Triều Tiên với cách biệt 2 bàn trở lên, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo và UAE sẽ là hai đội bóng của bảng D lọt vào vòng tứ kết. Ở trường hợp xấu nhất, U23 Jordan và U23 UAE trong trận đấu có tỷ số 1-1 và 2-2, U23 Việt Nam chắc chắn sẽ bị loại, bất chấp việc có thắng rất đậm U23 Triều Tiên. Điều này xuất phát từ việc tính thành tích đối đầu giữa ba đội bằng điểm nhau. Theo như nhận định của bóng đá mơ, thì đội hình dự kiến của U23 sẽ như sau. Bùi Tiến Dũng, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Thành Trung, Trần Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh, Đỗ Thanh Thịnh, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Hà Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh. Khó khăn của thầy trò ông Park Hang-seo cũng được thống kê lại, đó là những con số khá bất lợi cho chúng ta. U23 Việt Nam đang phải đối diện với tình thế ngàn cân treo sợi tóc tại vòng chung kết. Để có thể đi tiếp, đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo phải đáp ứng được cùng lúc hai điều kiện: đánh bại U23 Triều Tiên và trận đấu còn lại giữa U23 UAE và U23 Jordan không xuất hiện kết quả hòa hay có tỷ số. Tuy nhiên, kết quả các trận đấu vòng bảng năm nay có thể khiến cho nhiều người phải lo lắng. Cụ thể, hòa có bàn thắng là tỷ số xảy ra nhiều nhất tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Đã có 5 trong 22 trận đấu tính tới thời điểm này kết thúc với tỷ số 1-1. Iraq với U23 Australia, U23 Uzbekistan với U23 Iran, U23 Thái Lan với U23 Iraq. Hai trận đấu khác kết thúc với tỷ số 2-2, bao gồm U23 Qatar và U23 Syria và U23 Bahrain với U23 Iraq. Thống kê trên cho thấy rằng tỷ lệ các trận đấu có tỷ số chung cuộc từ 1-1 trở lên chiếm tới 1/3 tổng số trận đã diễn ra trên đất Thái Lan. Đây là một thống kê cho thấy rằng kết quả này hoàn toàn có thể xảy ra trong trận đấu giữa U23 UAE và Jordan sắp tới đây. Điều này đặc biệt càng dễ xảy ra trong bối cảnh các đội Tây Á thường có truyền thống thi đấu thiếu động lực nhằm giúp các đội bóng cùng khu vực giành được kết quả như mong muốn. Tuy nhiên, trước khi ngóng chờ người khác, U23 Việt Nam phải biết cách giải quyết trận đấu của mình với U23 Triều Tiên. Nếu như không thể đánh bại đối thủ tới từ Đông Á, thì kết quả trận đấu còn lại sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Chính vì vậy mà huấn luyện viên Park Hang-seo đang kêu gọi sự tập trung và nỗ lực hết sức mình của tất cả các học trò. Bản thân đội trưởng Nguyễn Quang Hải cũng khẳng định toàn đội sẽ cố gắng hoàn thành mục tiêu đã đề ra.
Ngoài kết quả hòa có tỷ số, giải đấu năm nay cũng chứng kiến 3 trận hòa không bàn thắng. Hai trong số đó thuộc về các trận đấu có sự góp mặt của U23 Việt Nam. Trận đấu còn lại là cuộc đối đầu giữa U23 Saudi Arabia với U23 Qatar. Nếu U23 UAE và U23 Jordan cầm hòa nhau với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đi tiếp nếu như đánh bại U23 Triều Tiên. Bên cạnh những thống kê bất lợi thì trợ lý Lê Huy Khoa cũng mang đến cho chúng ta một cái niềm tin vào ông Park vì bận việc riêng nên trong đợt tập trung của đội U23 Việt Nam. Tại giải U23 châu Á 2020, ông Lê Huy Khoa không thể sát cánh cùng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, nhưng ông Khoa vẫn bám sát mọi diễn tiến của các trận đấu tại vòng bảng vừa qua. Trước trận đấu ra quân của U23, Việt Nam gặp U23 UAE trên trang Facebook cá nhân, ông Lê Huy Khoa đã bày tỏ dòng trạng thái: "Nào, hãy cố gắng lặp lại kỳ tích 2 năm trước nhé các chàng trai, xem TV hồi hộp hơn cả trong cabin ban huấn luyện." Khi đội U23 Việt Nam không còn quyền tự quyết số phận của mình ở vòng bảng, cánh cửa vào tứ kết rất hẹp khi phải cùng lúc thỏa mãn hai điều kiện cần và đủ. Phải thắng U23 Triều Tiên cách biệt là 2 bàn trở lên và ở trận đấu cùng giờ, U23 Jordan thắng U23 UAE hoặc UAE thắng Jordan. Cũng trên trang cá nhân của mình, sáng 16 tháng 1, ông Lê Huy Khoa đã viết những dòng chữ chân thành như nhắn nhủ niềm tin và hy vọng. Ông Khoa chia sẻ rằng, có bạn bảo U23 Việt Nam xách ba lô về nước, mình chợt nhớ đến 2 năm trước ở Thường Châu. Hồi ấy bọn mình còn không dám tháo hành lý để nguyên vậy vì chuẩn bị sẵn tinh thần về luôn vào ngày hôm sau. Và sau vài lần chuẩn bị tâm lý như vậy thì cứ đá đến trận chung kết. Bóng đá như cuộc đời, khi lầm và cảnh nguy nan sẽ chứng minh được sức sinh tồn của con người. Bóng đá như đời người, lúc thăng, lúc trầm, nó sẽ vẫn đi lên nhưng theo sơ đồ hình sin, thăng nhiều hơn trầm. Bóng đá như cuộc đời, khi bạn thành công thì bạn sẽ có càng nhiều hơn đối thủ và ai cũng muốn đánh gục bạn. Bóng đá Việt Nam giờ đã giữ được vinh quang cũng là nhiệm vụ quan trọng vì đối thủ tiến bộ cũng rất nhanh. Bóng đá như năng lực của con người vì có giới hạn, hiểu được giới hạn của mình cũng là điều cần thiết vì không có ai có thể làm tất cả mọi thứ được, không phải muốn thắng mà thắng, đá không phải chỉ vì nỗ lực thôi mà đủ. Ông Lê Huy Khoa viết tiếp rằng, nếu như đánh giá cuộc đời ai đó chỉ vì thành hay bại thì sẽ có lẽ không công bằng lắm, có thể không thành công nhưng sẽ vẫn học được nhiều điều. Bóng đá như cuộc đời, giống một cuộc chạy marathon, người chiến thắng chỉ có một, còn chiến thắng chính mình cũng đã là điều đáng ngợi khen. Chơi bóng đá như đời người, phải biết chấp nhận đắng cay nếu có, thế thôi, vì vinh quang có khi cũng chỉ một người được nhận. Biết là chúng ta không có quyền tự quyết và cần may mắn, nhưng bóng đá cần sự may mắn, và điều này thì mình tin số ông Park có thừa. Để có được chiến thắng thì U23 Việt Nam cần phải khai thác được những điểm yếu của U23 Triều Tiên. Theo huấn luyện viên Vũ Hồng Việt nhận xét rằng, U23 Triều Tiên sử dụng sơ đồ 5 hậu vệ ở giải U23 châu Á 2020. Điều đó không quá bất ngờ khi tại giải giao hữu nội bộ ở Trung Quốc hồi tháng 10/2019, huấn luyện viên Jiuyi đã sử dụng hàng thủ này. Điều đáng nói là dù số lượng nhân sự trước cầu thủ môn thành Kang Joo-hyuk đã tăng lên, nhưng sự an toàn đối với mảnh lưới U23 Triều Tiên lại chẳng hề được củng cố hơn theo tỷ lệ thuận. Ngược lại, đội bóng này còn để thủng lưới nhiều hơn. Ở trận đấu với U23 Jordan, vị trí trung vệ đá hồng Tiron và trung vệ lệch phải trong khung song 18 thường xuyên để họ những khoảng trống. Bản thân trung vệ Ji liên tục mắc lỗi để các tiền đạo, tiền vệ đối phương qua mặt một cách dễ dàng. Tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên của U23 Triều Tiên cũng đến từ việc Ji để An Namat xỏ kim rồi vượt qua một cách đơn giản. Còn trung vệ Song lại rất kém ở những tình huống phán đoán điểm rơi của bóng. Trong hiệp 2, ở một tình huống phá bóng hụt từ đường truyền dài của cầu thủ Jordan, Rồng đã để An Neymar vượt mặt, các trung vệ đã kém trong việc phá bóng hoặc đeo bám. Hai cầu thủ đá cánh của U23 Triều Tiên là Jang Jong-i và Check Out-chon cũng chẳng thể đảm bảo nhiệm vụ phòng ngự hay tổ chức tấn công. 3/4 bàn thua của U23 Triều Tiên xuất phát từ những lần bị đối phương khai thác khoảng trống ở biên. Và với một hàng thủ đầy sự lủng củng và thiếu chặt chẽ như vậy, U23 Triều Tiên sẽ còn phải chịu sức ép lớn nữa trước một U23 Việt Nam đang khát chiến thắng. Còn theo huấn luyện viên Đoàn Minh Sương, U23 Triều Tiên thường nhập cuộc tốt trong 10 phút đầu tiên. Nhưng sau giai đoạn hứng khởi ấy, họ thu mình lại và chủ động nhường thế trận cho đối thủ. U23 Triều Tiên cũng ít có tình huống hãm thành nếu như không phải là các tình huống đá phạt cố định. Cho nên, phần lớn các pha dứt điểm của U23 Triều Tiên vẫn chỉ là những cú sút cầu may. Điều ấy đến từ việc khối đội hình của U23 Triều Tiên luôn ở dạng cực thấp, sát với khung thành đội nhà. Vậy nên khi gặp sức ép lớn đến từ các đối thủ Jordan và UAE, họ không thể triển khai bóng một cách mạch lạc và tạo bất ngờ. Nhưng khác với U23 Việt Nam,
phố đội hình thấp ấy của U23 Triều Tiên chỉ tồn tại trong lý thuyết. Hai tiền vệ phòng ngự Jichuwo và Kang Ucheon thua kém hoàn toàn những tình huống tranh chấp tay đôi. Họ luôn rơi vào thế bị đối phương vây giáp, dẫn đến mất bóng rồi hệ quả là phải chuyển sang phòng ngự tức thì. Sự thụ động của cả một khối đội hình U23 Triều Tiên liên tục rơi vào thế phải gồng lên chống đỡ, cắt mắc xích quan trọng toàn bộ hệ thống phòng ngự của Triều Tiên thường mắc những lỗi rất nghiệp dư nên họ phải nhận những bàn thua đáng tiếc. Đây chính là cơ hội cho hàng công của U23 Việt Nam chớp lấy thời cơ. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý đón xem. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh để ủng hộ cho mình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.